Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, con người phải đối diện với muôn vàn cạm bẫy. Mỗi người phải biết dùng ơn riêng của Chúa ban, cộng với sự học hỏi không ngừng để hành xử thật khôn ngoan, nhằm lướt thắng cạm bẫy. Sứ điệp lời Chúa hôm nay, Đức Giê-xu dạy chúng ta bài học về sự khôn ngoan đối với ý đồ gài bẫy của người Pharisêu. Của Cê-sar trả về Cê-sar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Qua đó, nhấn mạnh một điều tin mừng của Chúa không hề viển vông và luôn gắn liền với thực tại trần thế của con người. Mọi người là công dân nước trời và nước thế gian, nên có hai bổn phận: bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận đối với tổ quốc quê hương. Hôm nay cũng là ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho mọi người chúng ta biết chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và quê hương đất nước thân yêu của mình. Đặc biệt, xin cho mọi người chúng ta và nhiều người nhiệt thành trong việc rao giảng tin mừng để mọi người nhận biết Thiên Chúa. Với những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn cùng đứng ca đàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa con không là gì nữa ra.
nộp thuế cho Caesar. Matthew chương 22. Bấy giờ, những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê đến nói với Đức Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Nhưng Đức Giê-xu biết họ có ác ý nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế." Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Bấy giờ Người bảo họ: "Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Khi thượng hội đồng điều Đức Giê-xu ra trước mặt Phi-la-tô, họ tố cáo Ngài về tội sách động dân chúng nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế và tội xưng mình là vua. Phi-la-tô chẳng bao giờ tin vào những lời tố cáo ấy. Đối với ông, Đức Giê-xu chẳng hề phạm tội chính trị. Dù Đức Giê-xu có nói về nước của Ngài, nhưng nước ấy lại không thuộc về thế giới này. Cũng chẳng bao giờ Ngài nhận mình là vua một cách minh nhiên. Tin mừng hôm nay cho thấy Ngài không chống lại chuyện nộp thuế. Đế quốc Roma cai trị xứ Giu-đê từ năm 63 trước Công nguyên. Mọi người Do Thái trưởng thành phải nộp thuế thân cho họ. Mỗi năm nộp một đồng tiền denarius bằng một ngày lương. Có một số người Do Thái phản đối mạnh mẽ chuyện nộp thuế, vì đối với họ, nộp thuế là tôn thờ các hoàng đế Roma. Nhóm Pha-ri-siêu cũng không ưng chuyện nộp thuế, nhưng họ phản ứng nhẹ nhàng hơn chứ không dùng bạo động. Còn nhóm Hê-rô-đê vì thân với Roma nên ủng hộ chuyện này. Vậy mà hôm nay hai nhóm Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê lại hợp lực để gài bẫy Đức Giê-xu về chuyện nộp thuế. Họ khéo léo nịnh Đức Giê-xu là người nói thẳng, nói thật, để Ngài bộc trực mà trả lời câu hỏi của họ: có được phép nộp thuế cho Caesar không? Đây là câu hỏi nóng vào thời đó, và cũng là khá nham hiểm vì đưa Ngài vào thế kẹt. Nếu trả lời được phép, thì Đức Giê-xu là người chạy theo Roma. Nếu trả lời không được phép, thì Ngài là người chống đối đế quốc. Đức Giê-xu biết họ đang thử mình, nhưng Ngài thoát bẫy ra sao? Ngài xin họ đưa cho Ngài một đồng tiền để nộp thuế. Họ đem đến cho Ngài một đồng tiền denarius. Trên đó có khắc hình và danh hiệu. Khi biết đó là hình và danh hiệu của Caesar, hoàng đế Roma,
Đức Giêsu nói ngay một câu làm họ kinh ngạc. Của Caesar trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Câu trả lời này đã làm Đức Giêsu thoát khỏi cái bẫy họ giăng. Ngài không trả lời được phép hay không được phép, nhưng khi nói của Caesar trả lại cho Caesar, Ngài có vẻ không phản đối chuyện nộp thuế cho Roma và không coi đó là một tội phạm thượng. Ngài còn đi xa hơn khi nói của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Lời của Đức Giêsu đã được đưa vào sách giáo lý Công giáo, của Caesar trả lại cho Caesar. Mọi quyền hành hợp pháp đều đến từ Thiên Chúa, nên ta phải tôn trọng, phục tùng và cộng tác. Chỉ khi quyền hành đó bị lạm dụng, đi ngược với đạo lý luân thường, ngược với lời Chúa dạy, với những đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, chúng ta mới phải từ chối tuân theo. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta đang sống trong một thế giới cho phép làm nhiều điều như phá thai, ly dị, án tử hình, an tử, hôn nhân đồng tính, nhưng chúng ta không buộc phải theo. Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Nói cho cùng, không có gì lại không phải là của Thiên Chúa. Mọi người, dù là ai, cũng đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Mọi sự tôi có và mọi sự trên mặt đất là của Đấng tạo thành. Con người không được quyền lấy cắp của Ngài. Bổn phận của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài và chỉnh lại những hình ảnh của Ngài đã bị méo mó, dập nát, là đưa mọi thụ tạo trên trái đất về với Ngài là nguồn cội. Mong mọi người đều mang hình và danh hiệu Thiên Chúa trong tim. Giữa một thế giới mê đắm bạc tiền, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lọc lừa dối trá, xin được sống chân thật đơn sơ. Giữa một thế giới trụy lạc đam mê, xin được sống hồn nhiên thanh khiết. Giữa một thế giới thù hận dửng dưng, xin được chia sẻ yêu thương và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu mến thương, xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin giúp chúng con tìm ra những cách thức mới để người ta tin và yêu Chúa. Ước gì hơn 2 tỷ Kitô hữu giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men, để chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người, và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon. Chỉ mong Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.